Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong chiều ngày 8 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh đã có văn bản gửi đến các cơ quan liên quan, trong đó có Cục Thuế thành phố về việc xin bỏ cọc lô đất từ 3 đến 9 ở Thủ Thiêm. Đây cũng là đơn vị thứ hai xin bỏ cọc lô đất trúng đấu giá hơn 5.000 tỷ đồng ở Thủ Thiêm sau Tân Hoàng Minh. Theo Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, trước đây doanh nghiệp này đã vượt qua 140 lượt gọi giá với 13 doanh nghiệp khác để trúng đấu giá lô đất với số tiền 5.026 tỷ đồng, gấp 6,9 lần so với giá khởi điểm. Trước đó ngày 6 tháng 1, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo gửi đến 4 doanh nghiệp trúng đấu giá bất động sản tại khu đô thị mới Thủ Thiêm phải đóng lệ phí trước bạ và 50% tiền sử dụng đất trong 30 ngày từ khi có thông báo, tức ngày 6 tháng 2. Số tiền sử dụng đất còn lại phải được nộp chậm nhất trong 90 ngày kể từ khi có thông báo, tức ngày 6 tháng 4. Tuy nhiên, đến chiều nay ngày 8 tháng 2, hệ thống quản lý của cơ quan thuế vẫn chưa nhận được tiền sử dụng đất của 3 doanh nghiệp còn lại trúng đấu giá đất tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. Như vậy, đến nay đã có 2 doanh nghiệp xin bỏ cọc, đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đất đã trúng đấu giá tại Thủ Thiêm là Tân Hoàng Minh và công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Phát triển và Thương mại Bình Minh. Hôm nay, ngày 8 Tết âm lịch, thành phố Hồ Chí Minh đã đánh cổng khai trương phiên giao dịch đầu năm Nhâm Dần 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố HOSE. Đây là hoạt động thường niên được HOSE tổ chức và năm nay thị trường chứng khoán được kỳ vọng là sẽ tiếp tục tăng trưởng với nhiều trợ lực đến từ các chính sách phục hồi kinh tế. Năm 2021, dù kinh tế thành phố Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch COVID-19, nhưng năm qua, thành phố đã chứng kiến sự lớn mạnh của ngành tài chính, đặc biệt là chứng khoán với mức tăng trưởng ấn tượng. Chỉ số VN Index đã tăng 35,7% và nằm trong nhóm 10 thị trường tăng mạnh nhất thế giới. Thanh khoản thị trường diễn biến sôi động với bình quân 21.000 tỷ đồng một ngày, tăng 118% về khối lượng và 242% về giá trị. Vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt hơn 5,8 triệu tỷ đồng, chiếm hơn 92% GDP cả nước. Trong năm 2022, thành phố Hồ Chí Minh cũng như Bộ Tài chính cũng đã đặt ra những nhiệm vụ để thị trường chứng khoán phát triển hơn. Đưa nhiều doanh nghiệp uy tín, thương hiệu, niêm yết trên thị trường, tăng cường công tác thanh tra, giám sát, xử lý các vi phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật thị trường. Thành phố sẽ tập trung hoàn thành đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế để thúc đẩy thị trường chứng khoán thành phố phát triển. Đảm bảo đưa vào vận hành hệ thống công nghệ thông tin KRX theo đúng tiến độ của dự án, đảm bảo vận hành thị trường một cách liên tục, hiệu quả, an toàn hệ thống và xuyên suốt về thông tin, tập trung ổn định thị trường, tăng cường công tác giám sát, nâng cao chất lượng các thông tin niêm yết về quản trị, công bố thông tin, đảm bảo chất lượng, đảm bảo thị trường an toàn và minh bạch. Bộ Tài chính cũng đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam nghiên cứu thêm các sản phẩm tạo điều kiện để nhà đầu tư nước ngoài dễ tiếp cận với thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng thị trường chứng khoán đến gần với các tiêu chuẩn của thị trường cận biên mới nổi. Năm nay, thị trường chứng khoán được nhận định sẽ tiếp tục là kênh thu hút dòng tiền. Chúng ta đã chứng kiến sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán từ năm 2021 và năm nay tôi nghĩ rằng là nền kinh tế chúng ta sẽ có những thứ được hưởng lợi, đặc biệt là những gói kích cầu của chính phủ và triển vọng của doanh nghiệp niêm yết thì làm ăn ngày càng tốt hơn. Tiêu chung lại, tôi nghĩ rằng thị trường chứng khoán năm nay chúng ta sẽ tiếp tục chinh phục những đỉnh cao mới. Chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ và chính sách đầu tư công được phối hợp một cách rất là hợp lý thì tôi nghĩ rằng sắp tới cái nền kinh tế Việt Nam sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Bao gồm một chút thận trọng trong đó thì tôi nghĩ rằng VN Index sẽ dao động trong cái biên độ từ 1.700 điểm đến khoảng 1.800 điểm. Trong hai phiên giao dịch đầu tiên của năm mới, thị trường chứng khoán vẫn đang duy trì sắc xanh trong tâm lý phấn khởi của nhà đầu tư. Phiên giao dịch hôm qua, VN Index đã tăng 18,7 điểm, còn trong phiên giao dịch hôm nay, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế. Chỉ số VN Index đã vượt ngưỡng 1.500 điểm. Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài, đến thời điểm hiện nay, hầu hết các cơ quan công sở, các nhà máy, khu công nghiệp trên cả nước đã hoạt động trở lại. Cùng với đó là lượng người quay trở lại các thành phố để lao động làm việc ngày một đông hơn. Tại tỉnh Nghệ An là địa phương có số lượng công dân hồi hương về quê trước Tết rất là đông, hơn 100.000 người, chủ yếu là lao động tại các tỉnh thành phía Nam. Ghi nhận sau đây cho thấy là số lượng người lao động hầu như là đều quay trở lại thành phố làm việc, tìm kiếm việc làm mới. Tại cảng hàng không quốc tế Vinh Nghệ An, từ ngày mùng 1 Tết đến nay, số lượng hành khách đi và đến tăng đột biến. Trung bình mỗi ngày có 60 đến 70 lần chuyến bay lên và xuống sân bay Vinh.
với lượng khách từ 8.000 đến 10.000 người trên ngày, trong đó chủ yếu là khách đi và đến từ các tỉnh thành phía Nam. Trước Tết là dịch thì người ta về quê, bây giờ thì lại trở vào để làm việc, cho nên là đã tăng, phải như bình thường là phải tăng lên đến 50-60% đảm bảo về công tác phân luồng tuyến để đảm bảo an ninh trật tự. Hành khách đi đến thì vẫn đảm bảo được các cái chuyến bay đúng giờ. Rồi về công tác phòng chống dịch thì khi mà hành khách đến thì đều phải thực hiện khai báo y tế, thực hiện nghiêm túc 5K. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh Nghệ An có hơn 100.000 công nhân hồi hương. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, dịp sát Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số lượng công dân về quê cũng tăng thêm. Trong đó, chủ yếu là công dân trở về từ các tỉnh thành phía Nam. Thời điểm hiện nay, dịch COVID-19 cơ bản đã được khống chế. Trong điều kiện thích ứng, linh hoạt, an toàn cùng với nhu cầu về việc làm, hầu hết người lao động đều quay trở lại thành phố để tìm kiếm việc làm mới. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch COVID được các doanh nghiệp, lực lượng chức năng đặc biệt chú trọng. Hai ngày vừa rồi thì là có hai ngày mùng 6 và mùng 5 thì cũng có tăng đột biến hơn. Thì do chính phủ mở cửa là bắt buộc là phải các trường học là phải học từ cấp 2 đến cấp 3 là phải mở cửa học rồi. Nên là cái việc dân đi lại cũng có tăng đột biến hơn một tí. Nhưng mà thực chất so với năm ngoái thì cũng bằng 70% so với năm 2021. Phòng cảnh sát giao thông được huy động 100% quân số đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến, đặc biệt là tuyến quốc lộ 1A, tuyến trọng điểm huyết mạch. Có nhiều lượt phương tiện tham gia giao thông, chúng tôi đã bố trí các lực lượng để không để ùn tắc giao thông kéo dài và hạn chế các vụ va chạm cũng như tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến của quốc lộ thuộc địa bàn tỉnh Nghệ An. Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân sau khi nghỉ Tết, các hãng hàng không, ga tàu, nhà xe đều có kế hoạch đảm bảo về lượng vé, phương tiện hoạt động. Dù dịch Covid cũng còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với người lao động, họ luôn hy vọng sớm tìm được việc làm mới ở các thành phố. Phiên chợ Viền mua may bán rủi ở huyện Vụ Bản, Nam Định thu hút hàng vạn khách thập phương tới tham quan mỗi dịp đầu xuân năm mới đã phải tạm hoãn tổ chức do dịch COVID-19. Tuy nhiên do thói quen tín ngưỡng, vẫn có không ít người dân địa phương, du khách thập phương tập trung về khu vực tổ chức chợ Viền hàng năm để du xuân và mong muốn mua được một chút may mắn vào đầu năm mới. Con đường chính dẫn vào chợ Viền. Nếu như mọi năm, con đường này người đi lại đông nghịt, xe cộ tắc cứng, thì năm nay giao thông đã dễ thở hơn. Người bán thì ít, nên ở một vài gian hàng được phép bày bán, người mua phải tranh thủ mới sắm sửa được món hàng ưng ý. Là có 50.000 thôi. 40.000. Trả lấy lệ. Chẳng lẽ đi. Bốn lòng. Đi chợ Viền không trả tiền. À không trả. Cảm ơn chú nha. Năm mới chúc chú mạnh khỏe nha. Này anh đi mua được gì rồi ạ? Nói chung là cũng mua cái tâm linh một tí. Muốn năm mới là có nhiều lộc lá để hết nói chung này. Nói chung là nếu mà nó có tổ chức những cái hội chợ hay là những ấy thì nó cũng làm cho dân kinh doanh được buôn bán tốt hơn. Chợ Viềng Vụ Bản diễn ra từ đêm ngày 7 đến rạng sáng ngày 8 tháng 1 âm lịch hàng năm. Phiên chợ không chỉ thu hút người dân địa phương mà còn thu hút lượng lớn du khách thập phương tới tham gia bởi những sắc thái văn hóa đầy giá trị nhân văn về đời sống tinh thần của cư dân nông nghiệp. Mặc dù cho dịch bệnh, thời tiết mưa lạnh, nhiều người vẫn đến chợ Viềng chỉ để mua một cây hoa, cầu mong những điều tốt đẹp cho bản thân và gia đình trong năm mới. Tốt, mặc dù là dịch rẽ là đang rất là nhiều, đang rất xảy ra lạnh, nhưng mà dân người dân vẫn đến cái tâm lên chùa và đi mua để lấy một cái tín vật, cái vật niềm tin để mà cả một năm may mắn sung túc. Mới là chúc hai chị làm ăn phát đạt, năm sau lại nhớ đến chỗ này em nhá. Chợ Viềng này rất vui, tuy lạnh và mưa nhưng mà tình cảm là rất là vui và anh em đi chơi là rất là tuyệt vời. Gọi là bán theo giá phải chăng để bọn em gọi là tán lộc đầu năm. Bọn em bán được càng nhiều cây giá rẻ thì bọn em lại càng nhiều lộc. Lộc về mình và lộc về cho người ta. Chúng tôi đảm bảo về công tác an ninh trật tự, đảm bảo về công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo về công tác mà tai tệ nạn xã hội trên địa bàn. Thì đến thời điểm này thì so với mọi năm thì du khách là về có ít hơn vì do tình hình dịch bệnh COVID-19, nhưng cũng là đáng mừng để người dân người ta vẫn được về để thực hành cái việc mà tâm linh đầu năm và cầu may
nhưng vẫn đảm bảo được cái phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tuy không tổ chức chợ viếng, nhưng để đáp ứng nguyện vọng và truyền thống văn hóa tốt đẹp của nhân dân đi lễ đầu năm mới cầu bình an, chính quyền địa phương tạo điều kiện cho các đền phủ, chùa, lăng trong quần thể di tích lịch sử văn hóa Phủ Giày vẫn được đón du khách về tham quan lễ mẫu và thực hành các nghi lễ bình thường.